Chuyên mục Lao động và Công đoàn kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 vừa qua là kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn, đặc biệt gửi lời chúc đến những cán bộ công đoàn các cấp luôn tâm quyết với nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong tháng 7, các cấp công đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua trong phần tin của chuyên mục kỳ này. Tiếp theo đó sẽ là phóng sự hướng về đại hội với những ghi nhận về các hoạt động cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Chiều ngày 28 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã đến thăm chúc mừng lãnh đạo cán bộ viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao sự đóng góp của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đã không ngại khó, luôn sát cánh cùng đoàn viên, công nhân lao động trong mọi hoàn cảnh. Ông mong muốn cán bộ công đoàn sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, góp phần cùng đảng chính quyền, góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động. Liên đoàn lao động sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng cải tiến, nâng chất các sản phẩm truyền thông công đoàn. Đặc biệt, năm 2023 cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Công đoàn. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tại hội nghị tổng kết chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn Việt Nam đến năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 7. Trong 3 năm qua, công tác truyền thông của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới sáng tạo, ưu thế của mạng xã hội được vận dụng thông qua các nhóm Zalo, trang Facebook công đoàn, truyền tải nhanh những chủ trương, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động. Tạo sự gắn kết giữa các cấp công đoàn, giữa công đoàn viên với tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, truyền thông các hoạt động của công đoàn, thực hiện các chuyên trang chuyên mục định kỳ trên báo Long An, đài phát thanh và truyền hình Long An. Các hoạt động truyền thông ngày càng sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Chiều cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết chương trình số 05 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023, về đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động. 5 năm qua, các cấp công đoàn có những việc làm thiết thực ý nghĩa trong công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động. Các chương trình Tết sum vầy, tấm vé sum vầy, chuyến xe không đồng, chương trình phúc lợi bán hàng ưu đãi cho đoàn viên tại khu cụm công nghiệp đã kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực để thăm hỏi động viên các trường hợp F0, F1. Nổi bật là thực hiện hai gói an sinh với 260.000 suất quà tặng cho đoàn viên người lao động khó khăn do dịch bệnh. Trong 5 năm, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng chi nhánh tỉnh Long An đã vận động được trên 20 tỷ đồng, đạt 201% chỉ tiêu đề ra, trao tặng 317 máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ, có khoảng 500.000 lượt đoàn viên người lao động được chăm lo hỗ trợ với kinh phí gần 350 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho công đoàn viên, người lao động. Thưa quý vị, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh. Dự kiến Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong tháng 8. Từ giữa năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã khởi động nhiều chương trình, phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng đại hội, đồng thời gửi niềm tin, sự kỳ vọng đại hội thành công, thể hiện được tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động. Ngày 27 tháng 7, dưới sự tham gia của bà Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm hỏi đoàn viên và tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà tặng là 500.000 đồng, tổng cộng có 3.447 suất quà được tặng, trị giá trên 1,7 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nhiều công ty thiếu hụt đơn hàng, công nhân không có việc làm, giảm thu nhập, thì những suất quà này vô cùng ý nghĩa, hỗ trợ rất nhiều trong đời sống hàng ngày của công nhân lao động. Sáng ngày 22 tháng 7, hơn 200 công đoàn viên là những cán bộ công chức viên chức của huyện Cần Giuộc cùng tham gia giải việc giả cự ly 1.500m. Giải việc giả góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên chức lao động, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác lao động sản xuất. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh tổ chức. Giải Công lông Công nhân viên chức lao động huyện Châu Thành được Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Tổ chức Tài chính Vimoset chi nhánh Tân An tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 2023 chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Giải thu hút trên 100 vận động viên là đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Sau phần ôn lại truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam là phần thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm đoàn viên và các trò chơi vận động. Tham dự các hoạt động có 111 đội đăng ký với gần 800 công đoàn viên tham dự. Ban tổ chức trao giải nhất nhì ba cho các đơn vị có phần thi xuất sắc ở từng nội dung. Trên phần thi nấu ăn, ban tổ chức trao 3 giải nhất cho công đoàn cơ sở trường mầm non thị trấn Thủ Thừa, công đoàn cơ sở trường trung học cơ sở thị trấn Thủ Thừa và công đoàn cơ sở xã Bình An. Thưa quý vị, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh. Dự kiến Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong tháng 8. Từ giữa năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã khởi động nhiều chương trình, phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng đại hội, đồng thời gửi niềm tin, sự kỳ vọng đại hội thành công, thể hiện được tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động. Tháng 11 năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức lễ phát động các phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Long An, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Buổi lễ đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức lao động. Trên cơ sở các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, tùy theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua phù hợp nhân các sự kiện lịch sử, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước gắn với chào mừng Đại hội Công đoàn. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, công đoàn các cấp trong tỉnh đã đăng ký 1.985 công trình vượt việc với tổng giá trị hơn 788 tỷ đồng. Trong đó, 1.964 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn cấp huyện, ngành, 19 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh. Các công trình vượt việc đều gắn với nhu cầu thiết thực, phục vụ đời sống người dân, công nhân lao động như làm cầu, đường giao thông nông thôn, cải tạo khuôn viên, nhà xưởng. Mỗi công trình phần việc khi hoàn thành góp phần tạo nên khí thế sôi nổi, phấn khởi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam, phát huy trách nhiệm của đoàn viên người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện gắn với nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Năm 2023 hướng tới thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Long An nhiệm kỳ 2023-2028, thì ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện cũng đã triển khai kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó đặc biệt là các phong trào thi đua các công trình sản phẩm để chào mừng đại hội. Thì qua triển khai của Liên đoàn động huyện thì toàn huyện Bến Lức có 31 công trình sản phẩm với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng được đăng ký. Liên đoàn huyện cũng đã tổ chức gắn biển 3 công trình sản phẩm chào mừng đại hội Công đoàn tỉnh Long An và 1 công trình
sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn của huyện Bến Lức. Qua triển khai phong trào thi đua, các cấp công đoàn trong địa bàn cũng rất là phấn khởi, tích cực tham gia thi đua để hưởng ứng chào mừng đại hội công đoàn. Đặc biệt thì nhiều công đoàn cơ sở cũng đã có những cái sáng tạo đổi mới trong việc đăng ký các công trình sản phẩm để thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia, góp phần cho cổ vũ cho phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một trong các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn có ý nghĩa nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương là chương trình xây và trao tặng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên, người lao động. Những căn nhà kiên cố được xây dựng thay thế nhiều căn nhà tạm xuống cấp đã giúp ước mơ của nhiều công dân trở thành hiện thực. Thì em thấy là công ty với công đoàn hỗ trợ em được căn nhà thì cũng rất là vui. Có cái mái ấm để có chỗ che mưa che nắng cho mẹ con ổn định, đang cố gắng đi làm. Tại công đoàn cơ sở, ở các doanh nghiệp, không khí thi đua lao động sản xuất có phần khẩn trương hơn để nâng cao năng suất lao động. Mỗi đoàn viên công dân lao động ra sức làm việc, phát huy sáng kiến, sáng tạo để đạt thành tích cao trong phong trào do công đoàn cơ sở phát động. Chào mừng đại hội mà công đoàn các cấp thì bên công đoàn cơ sở sẽ tuyên truyền cho các đoàn viên, cán bộ công đoàn biết về cái chương trình đại hội đó, hoặc là có thể là tổ chức những cái phong trào hưởng ứng để ví dụ như là vui chơi giải trí hay là những cái bản tin công đoàn hoặc là quay những cái clip để tuyên truyền để hưởng ứng cái phong trào của cấp trên. Thì ngoài cái công đoàn của mình cũng như là phối hợp với công ty cũng đã đưa ra cái mục tiêu sản lượng để được động viên công nhân có động lực là để mình đạt được cái sản lượng và mỗi tuần mình được đạt được cái tiền thưởng mà cho công nhân được cái phấn khởi. Mỗi hoạt động được các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai được mang ý nghĩa thiết thực cho mừng đại hội công đoàn các cấp. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn trong tỉnh góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới đại hội 11 công đoàn tỉnh. Đặc biệt thời gian qua, các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn tỉnh lần thứ 11. Để đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian và đúng quy định, đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 2.179 công đoàn cơ sở đủ điều kiện đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đạt 100%. Đại hội điểm tại hai đơn vị là Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc và Liên đoàn Lao động huyện Đức Huệ diễn ra thành công tốt đẹp trong tháng 4. Đến ngày 10 tháng 7, 19 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết phát triển. Thực hiện kế hoạch 79 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ thị 26 của là tỉnh ủy về việc là chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội 11 công đoàn tỉnh Long An và đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Thì trên tinh thần đó là Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 41 chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp. Thì theo tiến độ thì phải nói là công đoàn các cấp trong tỉnh thì đều đạt đó là vượt tiến độ. Thì còn riêng tỉnh thì sau khi cái sự chỉ đạo công đoàn không là các cấp thì trên tinh thần đó đã thành lập các cái tiểu ban cũng như là chuẩn bị đại hội cho từ ngay đầu năm 2023. Trong quá trình chuẩn bị từ các cái văn kiện đại hội, báo cáo chính trị rồi các cái đó là nội dung hướng dẫn của Tổng Liên đoàn thì phải nói là đến đó là ngày 15 tháng 7 Liên đoàn tỉnh đã chuẩn bị tất cả các cái hồ sơ như báo cáo chính trị rồi các cái đề án nhân sự rồi báo cáo với ban kiểm tra cũng như là xin ý kiến của thường trực tỉnh ủy cũng như là qua thẩm định của ban dân vận và ban tổ chức tỉnh ủy. Thì đến nay thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã gửi hoàn chỉnh hồ sơ gửi cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như là Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy để trình đó là Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thì muốn nói như vậy thì đến nay đã hoàn chỉnh, chỉ chờ Ban Thường vụ tỉnh ủy thẩm định. Thì dự kiến đại hội là ngày 17 là 18 tháng 8 năm 2023. Thì đây là một trong những cái tỉnh mà phải nói là sau đại hội điểm của các của Trung ương chỉ định thì Long An là một những cái đơn vị đại hội cũng sớm nhất trong đại hội cấp tỉnh.
Sự thành công của Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cho Đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028 sắp diễn ra là tiền đề để tất cả công đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh có thể tin tưởng đặt kỳ vọng vào Đại hội Công đoàn tỉnh Long An nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những chương trình thiết thực nhằm tiếp tục đưa phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đảm bảo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động. Quý khán giả thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này. Quý vị có thể xem lại chuyên mục trên YouTube Long An TV hoặc trên kênh NA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An vào lúc 13:30 Chủ nhật tuần sau, ngày 6 tháng 8 năm 2023. Chuyên mục Lao động và Công đoàn do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Long An thực hiện, phát định kỳ vào lúc 17:30 Chủ nhật tuần cuối mỗi tháng. Mời quý khán giả đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Lao động Công đoàn của tháng 8.